Cái Mai Đẹp 95% này chuẩn bị giao tranh thế ở Chí Hòa Thuận Thành của Quảng Ninh á. Này mới 95% nha các bác. Nó mới gần như mới mới. Này mới thay xịn. Đây gai xích đây vẫn còn đủ nha. Đó. Đây để chết cỡ nào rồi. Trời, tháng 7 2016 cho nên bánh đặc. Chơi bà xem thôi. Bà tạ. Chút nữa bắt đầu lên máy thì giao luôn. Nãy mình có bảo dưỡng bên này xíu. Rồi mà bò những cái quan trọng. Lên luôn nè. Lên luôn. Mở đèn lên. Mở đèn lên. Lên đèn pin đi không? Mở đèn lên, mở đèn lên. Xào nó đi nè ông ơi. Không hết được.
thẳng đi, thẳng lái đi. Gỡ ra đi. Rồi, cập nhật tình hình máy bên này xíu nha. Bên này ngày 8 tháng 9 nè. 2017 á. Thì mai mới về thêm cái lô máy đẹp. Giống như mấy con này nè. Giờ đang ráp vô. Này thì kho còn cũng nhiều máy lắm thì nếu các bác muốn theo dõi từng chiếc á, thì các bác vô cái phần mình có đăng á, trong cái danh sách phát á, vô cái phần danh sách phát rồi click máy để qua sử dụng á. Các bác nhấp vào đó các bác xem, trong đó có 300 mấy video á, có từng con từng số khung luôn. Với lại mong các bác đăng ký theo dõi kênh bán hàng của mình để nhận những cái video sớm nhất về mình đăng vào máy cũng như là từng máy, quay video clip test từng máy hay là giới thiệu sản phẩm mới gì đó. Đây là mấy cái dòng ở đây là mấy máy cuộn rơm tự hành mới 100% á, mình mới nhập về á. Kho máy nè. Còn phía sau này là cái khu bảo dưỡng máy để mà làm bảo dưỡng cho khách.
thì các bác ở xa các bác cứ vào xe máy. Thì các bác ở xa vô thì công ty mình có xe trở về cho các bác nha, đầy đủ hết. Với lại máy mình thường thì mình có làm bảo dưỡng trước khi giao máy. Trung bình một máy thì nếu mà các bác mua rồi thì phải ở lại khoảng 2-3 ngày để làm bảo dưỡng. Cái này mình báo trước. Cái này máy chở lúa nè. Để mình ra trước quay, phía trước mình cũng còn nhiều máy lắm. Đợi xíu nha. Đây là phía trước công ty nha. Để đủ các loại máy cài hết. Đây, chiếc 4018 chạy lướt nè, mới có 1 tháng của mình mới lấy về nè, ủi sơ chảo đầy đủ. Đây là 2005. Phía trong kia là mấy cục cuộn gom với mấy cái 5018 cũ. Đó. Đây là phía bên đây là khu máy cài Massey Ferguson. Thì công ty mình á chỉ có một địa chỉ duy nhất là ở tỉnh Vĩnh Long thôi nha. Không có chi nhánh bất cứ đâu hết. Rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chúc các bác sức khỏe. Thật nhiều may mắn.